Đó, sau khi đã lắp ray xong này, đưa cánh cửa về vị trí lưng chừng này. Đó, cánh cửa đấy đằng kia. Đó, và đằng này, sau đó là lắp cái 500 vào này. Đây là cái 500 này. Thấy chưa? Lắp 500 vào hai đầu cửa này. Đó, đằng kia có 500 này. Đó. Lắp 500 vào hai đầu. Sau khi lắp 500 vào hai đầu xong thì cắm điện vào. Đấy, và cài cái điều khiển. Cài điều khiển là bằng cái nút cài này. Đây nút cài điều khiển này. Bấm một cái này này. Đó, xong là bấm cái nút số 1 trên điều khiển này này. Đó, thì là cài điều khiển nhá. Số 1 trên điều khiển thì là cài điều khiển. Khi sau khi đã cài điều khiển xong thì mình sẽ chuyển sang chế độ học hành trình. Học hành trình bước mình sẽ gạt cái nút 10 của cái dip 2 ở dưới này. À, nút 10. Gạt lên. Đó, gạt lên thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Đèn lơn này nó sáng. Khi đèn lơn sáng mình bấm nút số 1 trên điều khiển. Đó, thì bắt đầu chương trình học tập của cái cửa này bắt đầu. Nó sẽ tự động chạy 3 vòng. Đấy, 3 vòng đấy, đến chạy đến đoạn này nó sẽ tự động nó dừng. Đó. Đến cái 500 nó tự động nó dừng. Nó là chạy tiếp. Cửa nó mở đến cái đoạn 500 tiếp theo nó lại dừng này. Dừng này, đó. Nó đang chạy tiếp. Nó đang học mà. Nó sẽ tự động nó chạy. Nó chạy chạy 4 vòng. Trong quá trình chạy là cái đèn lớn này nó vẫn cứ sáng này. Đèn lớn này nó vẫn sáng này. Nó đang học. Đấy, đến đoạn này nó lại dừng. Ok. Đó. Khi cửa nó đã dừng hẳn rồi mà nó không chạy nữa thì là và cửa đang nằm trong tình trạng nó đóng. Cửa đang đóng. À. Khi cửa nó không chạy nữa và cửa đang ở chế độ đóng thì mình sẽ bật trở lại, gạt lại cái nút số 10. Ok, đó. Cũng chú ý một điều nữa là đối với những cái cửa mà không lắp cái cảm biến hồng ngoại các thứ là mình phải like dây 13 này sang 12, 11 và 10. Đó. Theo cái bản vẽ của nó ở trên cái hướng dẫn này. Đó. Lai dây 13 đấy, sang 12 rồi 13 sang 11 13 sang 10 đó. Đây đã lai đây rồi này đó. Thế vậy như vậy bây giờ là cái việc cài đặt của cái cửa bước 1 đã xong. Bây giờ chúng ta có thể bấm điều khiển cửa bình thường rồi. Đây, bấm này. Đó. Đây là cửa chạy thôi. Đó. Bấm dừng này. Đó, nó dừng này, bấm cái nữa nó mở ra này. Đó. Nó đến hành trình đến cái 500 đến cái motor nó lại tự dừng này. Đó. Ok, như thế là cái việc cài đặt là xong. Việc cài đặt thì xong, việc thứ nhất là xong. Bây giờ việc cài đặt thứ hai là cài đặt cái chế độ mở dùng cho người đi bộ. Đó. Mở cho người đi bộ thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gạt cái nút số 10 lại. Gạt cái nút số 10 lại. Đó. Thì cái đèn này nó lại sáng lên. Bây giờ mình sẽ bấm nút số 2. Không bấm nút số 1 mà là bấm số 1 ở dưới này. Đây nút số 2 này. Bấm nút số 2. Đó. Thì cửa nó bắt đầu nó sẽ học cái hành trình tiếp theo để nó cài đặt cái chế độ mở cho người đi bộ mở một phần đó. Nếu mà cửa ngắn thì mở cho người đi bộ, cửa dài thì gọi là mở một phần. Thì nó sẽ lại đo lại hành trình để nó dùng chế độ mở một phần, nó sẽ đo lại hành trình tiếp.
hành trình và nó tự động nó đảo chiều. Ok, khi đã đo hành trình xong á, thì cửa nó sẽ tự động dừng và mình lại gạt lại cái nút số 10. Đó, tắt nút số 10 là ok cái vấn đề quá trình cài đặt đã xong. Đây là motor đang ở trong tình trạng chạy điện này. Khi bị mất điện này, khi mất điện thì mình sẽ chuyển sang chế độ mở tay này. Chế độ mở tay thì mình sẽ gạt cái khóa sang này, gạt cái khóa lên này. Ở dưới này sẽ có một cái lỗ khóa này, chìa khóa vào. Vặn vặn cái này nó sẽ tụt ra này nhé. Nếu mà tụt cái khóa ra đó, tụt ra. Khi nó tụt ra rồi ấy, thì mình đẩy cái này sang một bên này. Đó. Thì cái cửa nó sẽ chế độ đẩy tay, cửa sẽ đẩy tay được. Đấy đi. À, rồi ok. À, cửa đẩy tay. Khi nào muốn rút chìa khóa ra nhá thì là phải đẩy cái này sang, phải dùng khóa lại. À, rồi ấn cái này vào, vặn. À, rồi rút chìa khóa ra, đẩy nắp lại này. À, rồi khi mất điện nó có điện lại. Đấy nhá, đây là motor âm sàn GVD này. Part 1002 sản xuất ngày 12 tháng 5 năm 2019 này, tại Ý này, hàng made in Italy này. Đây là lắp đặt bởi phân phối bởi Mr. Tuyến này.